Đây rồi anh em ơi. Ui. Đây rồi anh em ơi. Ui. Ôi anh em ơi, con gì đây? Đây rồi anh em ơi. Ui. Ui ôi anh em ơi. Wow, thằng cụ anh em ơi. Hi, em Phương Thảo xin chào 500 anh em nhà mình nhá. Hôm nay ở đây không thấy anh em nào ngồi câu nhỉ. Mọi lần em đi qua đây rất nhiều anh em ngồi luôn. Đốt cả nửa này. Đấy. Đúng rồi. Chỗ này thì em chưa đến cái góc này đánh bao giờ. Trước thì đánh ở dưới góc mạn dưới kia anh em ạ. Nước hôm nay cũng hơi yên luôn các bác ạ. Mọi lần thì đánh ở đây nước nó cũng lên, nước lên nước xuống ấy. Đây là giáp với vùng nước lợ anh em ạ. Nước nó hơi đục. Bãi này đánh cũng ngon đấy nhỉ. Rộng quá các bác ơi. Nhưng mà chắc anh em đi xuống cái rặng dưới kia đánh anh em ạ. Đánh cái ổ cũ trước em đánh được mấy con đô phi đấy. Đấy, xuống bãi thì bãi bồi đấy kia. Ở trên đây hôm nào em sẽ đánh một cái video ở trên đây. Nhưng mà đánh cả lang xê nữa. Rồi đánh đục thì đang nuôi ổ đấy kia thì chắc là xuống đánh luôn. Mà trên này đánh lang xê thì đẹp nhất này. Thì mấy bụi trong đây hãi quá anh em ạ. Chứ kinh rắn nó vồ đấy à. Các bác ơi, trong đây tôi cái tổ con gì nào. Cái này nó rúi chắc. Lỗ to lắm anh em ạ. Này em phải đi cả ủng đấy các bác ạ. Này có gì kìa, lỗ này. Chân con này với chân con gì nhỉ. Mà cái này không phải lỗ rắn thôi. Chắc còn rúi. Đi qua bao bụi cỏ. Ở đây nhiều quá anh em ơi. Này đấy này, ui đây còn đổ tổ to luôn anh em này. Đặt tổ này hay mà này, có bẫy là bẫy luôn đấy các bác ạ, nhỏ lắm to tổ to ổ này. Em vận chuyển hết tổ này đi, đầu ủng mà chân tay kinh quá anh em ạ. Bắn bùn là bùn rồi. Úi trời. Sợ thật. Đây này, đây có một cái tổ này. Đây là lắm cái lỗ này. Các bác có biết con này là con gì không? Cái này em bảo chắc chắn là không phải chuột đâu. Cái ổ to nó không phải chuột đâu. Hôm nay mua quả ghế mới. Ghế này ngồi cho nó tiện, mẹ nó gọn này em. Mang đi nó gọn hơn cái ghế sang hàng kia. Anh em ơi, nó to thế nhỉ.
hơi lệch. À, anh em ta xào xong rồi, giờ cho cá nó vào thôi. Để rồi anh em ơi. Ui. Để rồi anh em ơi. Ui. Ui anh em ơi, con gì đây? Cái gì vậy? Wow, cá rô anh em ạ. Rô anh em ơi. Rô. Ống rồi anh em ạ. Ôi giời. Nó rụt ngay cái bãi cỏ bong xuống mất. Nó rụt bãi cỏ đánh bong mất rồi anh em ạ. Phí quá. Bãi là con đầu tiên. Ăn rất là nhẹ. Đấy nhẹ. Ôi rô anh em ạ. Ăn rất là nhẹ. Đấy nhẹ. Ôi rô anh em ạ. Rô con. Đâu được con đầu tiên. Ôi trời anh em ơi. Có bao nhiêu con này, người này trắng hếu luôn. Đẹp nhỉ. Dạ. Bóng sâu cái này cơ mà. Đó, đây con đầu tiên. Bữa đây con to nhất thì bong mất. Tiếc quá. Ai mất túi không đây. Dậy. Dậy làm gì. Wow. Ok nha. Đẹp rồi. Đấy rồi, con này to anh em ơi. Con này đóng ngang người, rất là to cơ. Ui, con này nó đóng ngang người, kéo cứ tưởng con to. Đấy. Nó nhìn này. Ây hổ, ai à. Cắm đầu thế. Mày chui vào rọ đây. Vào đây. Quá phê.
Wow wow wow. Ồ, đẹp rồi, đẹp rồi. Mày. Ấy chà. Mày dãy đâu? Mày. Đấy rồi. Ủa chà. Ô hô hô. Anh em thấy rô phi này đẹp không? Người nó cứ xanh mướt thế này. Xanh kiểu trắng trắng chứ không phải kiểu xanh đen. Loại này rán thì tuyệt vời. Đấy. Nước bây giờ đang hút rồi các bác ạ. Mướt to. Con này nắm cá con nó phá lắm anh em ạ. Thả xuống lít ngay. Toàn bảy màu thôi. Đấy rồi. Ấy, à cái này to, cái này to. Cái này, con này còn được các bác ạ. Đây này. Mưa. Con này còn to quá này. Mẹ kéo là. Wow. Đang trời đang mưa anh em ạ. Bà ta nên hái rau quá này. Mưa quá anh em ạ.
À, chà chà. Anh em ta nướng tí đồ ăn trưa đã các bạn. Muộn rồi đấy. Bây giờ nó hơn 1 giờ rồi. Mà cá hôm nay hơi kém. Toàn là rô nhỡ nhỡ chứ không có hàng to hẳn. À, cho vào cái góc này để nướng các bạn nhé. Chín. Dính nhỉ? Ô, có vảy vẫn dính nhỉ? Úi xà. Con này chưa ra. Ây dồi em ơi, ui 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 em ơi. Wow wow, thằng cụ anh em ơi. Ây dồi, bây giờ được con đồ phi to các bác này. Wow wow. Bây giờ được con đồ phi to anh em ơi. Anh em ơi. Ai. Cái dép của em này các bạn này. Con này bự đấy. Để đánh cuối giờ cuối ngày mới được một con to. Dậy dậy. Thôi đừng dậy đó. Bự không các bác. Này các bác nhìn cái tay của em này.
Vừa nãy anh em có con này mà lưới nó đẹp quá nhỉ. À đây. Đấy, vừa nãy anh em có con rô phi này mà lưới nó đẹp quá. À. Rồi. Tròn đây. Ok. Bánh mì thịt đây các bác ạ. Tráng thì không kịp ăn, để cho nóng rồi. Quạt nửa to cháy nhanh quá. Rồi, ok. Mời các bác ăn trưa cùng em nhá. Làm cái bánh mì cháy đen đã, giòn lắm. Mì thịt các bạn. Cá này con này sắp chín rồi. Ăn nữa. Khoai cứ để ăn sau. Anh em phải tranh thủ ăn để mình lấy sức mà để câu kéo được các bác. Cá này ngon đấy, mời qua ăn cá em nhé. Thịt dai lắm các bạn. Thịt dai mà thường thớ luôn. Anh em có tay chân chấm mút thì nhanh. Wow. Cái gì đây? Ôi, cá đối em. Ui ui, con được quá thế. Úi giời. Ui giời. Ui, con này bé quá thế anh em ơi. Trời. Rồi rồi rồi. Con này các bác nhìn này. Em cầu là nó lên luôn nhưng mà bọn này nó vít khỏe thật. Vừa đây có con này mà lướng thì đẹp quá anh em này. Ăn xong hai con rô phi thì mới lên con này. Đuối nhồng, đuối nhồng. Kéo khỏe thật các bác ạ. Wow. Quá khỏe luôn. Đỉnh rồi. Đấy. Con này to này anh em này. To 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 anh em ơi. Đây, đây, đây. Đấy, con này to anh em ơi. Phê chưa? Đấy. Đóng hai nữa ấy. Em vừa này đóng sâu lắm anh em. Nữa mọc hầu đóng sâu. Đây. To đẹp đấy. Bằng cái con vừa nãy nướng anh em ạ.
ấy. Úi giời. Anh em ta thu cá về thôi. Úi giời. Úi giời. Hôm nay bị bong mất một con to anh em ạ, chứ không rồi. Thương con đấy đẹp quá. Nói chung là được như vậy cũng là tuyệt vời anh em ạ, Rufi này. Mẹ vừa lướng hai con bằng con này. Đấy. Sáng thì tự nhiên có con nữa, chạy ngay vào cái bụi kia đó tụt rồi mất. Ôi, thành như này nó rất là thành công rồi anh em ạ. Thế anh em ta về nhá.